Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tội ác tỏ tường, đảng Cộng Hòa công bố 20.000 giờ video an ninh trong vụ việc ngày 6 tháng 1, thiêu đốt Pelosi và phe Dân Chủ. Quý vị thân mến, sự thật đang ngày càng tỏ hiện. Mỗi đợt thước phim an ninh được phát hành từ ngày 6 tháng 1, cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về ngày hôm đó và giúp người dân Mỹ hiểu rõ hơn về sự kiện này. Hơn 20.000 giờ thước phim an ninh về tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 được một ủy ban hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát công bố kể từ tháng 11 năm 2023 đã bắt đầu hé lộ các chi tiết mà ủy ban đặc biệt ngày 6 tháng 1 hiện đã giải tán vẫn dấu kính từ lâu. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã ra lệnh tải cảnh quay an ninh lên các máy chủ có thể truy cập công khai. Cuối cùng, nhân viên của tiểu ban giám sát thuộc Ủy ban Hành chính Hạ viện đã thành lập một kênh trên nền tảng video Rumble để lưu trữ những cảnh quay này. Chủ tịch tiểu ban giám sát, dân biểu Cộng hòa Barry Loudermill cho biết hôm ngày 15 tháng 4, những thước phim được phát hành ngày hôm nay đánh dấu nửa chặng đường của khoảng 40.000 giờ cảnh quay an ninh mà chúng tôi dự định công bố. Nhân viên của tôi đã và đang làm việc không mệt mỏi để công bố tất cả những thước phim này và đảm bảo người dân Mỹ nhận được sự thật đầy đủ, không sửa đổi về các sự kiện xung quanh ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong một tuyên bố, ông Lodermil cho biết, chúng tôi không chỉ đang công bố tất cả các cảnh quay, mà chúng tôi còn tiếp tục công bố tất cả các phát hiện, các thước phim và tài liệu cho đến khi mọi thứ được sẵn sàng để công chúng có thể thấy được bức tranh toàn vẹn về các sự kiện xung quanh ngày hôm đó. Ông Johnson nói thêm, mỗi đoạn phim được phát hành về ngày 6 tháng 1 cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về ngày hôm đó và giúp người dân Mỹ hiểu rõ hơn về sự kiện này. Tôi khen ngợi chủ tịch Lawtrimethyl và toàn bộ ủy ban hành chính Hạ viện vì đã nỗ lực cung cấp cho công chúng toàn bộ sự thật, chứ không phải những trường hợp được chọn lọc kỹ càng để thúc đẩy một nghị trình chính trị. Cảnh quay cho thấy vụ việc cô Badbit, 35 tuổi, bị bắn tử vong đã không nhận được sự quan tâm từ ủy ban ngày 6 tháng 1 trong khi bản thân vụ nổ súng chỉ được ghi lại trên video bởi những người xung quanh ở hành lang bên ngoài sảnh chủ tịch Hạ viện, thì thước phim an ninh cho thấy những nỗ lực của các nhân viên y tế thuộc FBI, các cảnh sát chiến thuật của lực lượng cảnh sát quốc hội và nhân viên cấp cứu nhằm cứu mạng cô Papit. Khi bạo loạn bùng phát ở hành lang sảnh chủ tịch Hạ viện ngay sau 2 giờ 40 phút chiều, có vẻ hầu như không ai nhận thấy Trung úy Michael Bird rời khỏi vị trí ẩn nấp với khẩu súng lục Glock nhắm vào hàng chục người chỉ cách ông vài bước chân. Cô Babbitt đã dành vài phút ở hành lang để cố gắng giữ cho đám đông không trở nên căng thẳng hơn. Vị cựu cảnh sát quân sự của lực lượng không quân này đã nói to với ba nhân viên cảnh sát quốc hội để yêu cầu họ hãy gọi trợ giúp đi trước khi cô dùng một cú móc trái để gạt kẻ bạo loạn Zachary Alam sang một bên vì đã đập vỡ vài cửa sổ. Ông Bird lao về phía trước và bắn một phát duy nhất vào cô Babbitt trong lúc cô đang cố gắng chèo qua một ô cửa sổ bên hông bị hỏng của lối vào sảnh chủ tịch Hạ viện. Vụ nổ súng vốn chưa bao giờ được thông báo là một vụ việc có liên quan đến cảnh sát trên bộ đàm của cảnh sát quốc hội đã thu hút những người có thể trở thành cứu hộ chạy đến khu vực cửa nam của tòa nhà quốc hội. Thước phim đầu tiên cho thấy một phản ứng đối với lời kêu cứu là ở cửa nam của tòa nhà quốc hội ngay trước 2 giờ 50 phút chiều. Một nhân viên cảnh sát quốc hội dẫn đầu đội SWAT gồm 5 nhân viên FBI đã tiến vào khu vực phía trước sảnh cột trụ. Các đặc vụ FBI đi qua khu vực kiểm tra an ninh và rẽ phải xuống hành lang liền kề. Một lúc sau, từ camera 0176, một nhân viên y tế của FBI đã giúp cảnh sát quốc hội mang theo cô Pappit và đặt cô nằm xuống sàn gần nơi đặt từ kế. Cô được đưa đi trong tư thế đầu được hạ thấp và chân được nâng cao vì vết thương ở ngực trên của cô đã bắt đầu chảy máu rất nhiều lúc 2 giờ 55 phút 40 giây chiều, đội Engine 6 thuộc Sở Cứu Hỏa và Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Thủ đô băng qua hàng rào phía nam, một phút sau là đơn vị cứu hộ số 10. Trung úy cứu thương tim Burnett hối hả đi bộ qua hàng rào nghe phía trước xe cứu thương. Camera an ninh 0181 cho thấy, lúc 2 giờ 58 phút 37 giây chiều, các nhân viên cấp cứu mang theo cán đã lao qua tiền sảnh cửa nam. Cô bắp biết được chuyển từ sàn nhà lên cán lúc 2 giờ 59 phút 33 giây chiều, trong khi một nhân viên y tế tiến hành hồi sức cấp cứu cho cô. Chiếc cán được di chuyển vòng quanh từ ghế và ra khỏi cửa nam, lối vào không được dăng hàng rào hoàn toàn như một hiện trường vụ án cho đến 3 giờ 58 phút chiều, để cho các cảnh sát và người biểu tình đi qua vết máu để lại trên sàn sau khi cô Babbitt được đưa ra ngoài. Cảnh quay an ninh cho thấy khi cán được đưa đến gần đơn vị cứu hộ số 10, ở khu vực hàng rào phía nam của Capitol Plaza, một nhóm người biểu tình đã vây quanh phía sau xe cứu thương. Một số la hét với các nhân viên cảnh sát vì đã bắn cô Babbitt. Cô Babbitt được đưa vào xe cứu thương lao qua hàng rào phía nam lúc 3 giờ 2 phút 3 giây chiều. Cô được tuyên bố tử vong vào lúc 3 giờ 15 phút chiều tại trung tâm bệnh viện Medstar Washington. Người chồng quá vợ của cô và gia đình cô đã đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu bồi thường 30 triệu USD cho cái chết oan ổn của cô. Cảnh sát tràn vào quốc hội. Trong một cảnh quay khác tỏ rõ hậu quả ngay tức thời của vụ xả súng gây tử vong là sự hiện diện đông đảo của cảnh sát trong và xung quanh tòa nhà quốc hội. Ông Bird đã nói qua điện đàm sau khi ông bắn cô Babbitt vào lúc 2 giờ 44 phút chiều, tuyên bố rằng ông đang bị bắn và chuẩn bị bắn trả. Điều đó chưa bao giờ là sự thật. Vụ kiện của chồng cô Babbitt cáo buộc rằng báo cáo điện đàm sai vốn chưa bao giờ được đính chính hoặc rút lại đã tạo ra một tình huống nguy hiểm ở tòa nhà quốc hội vì các nhân viên cảnh sát đang phản ứng không biết liệu có những kẻ bạo loạn có vũ trang hay không. Trên thực tế, phát súng của ông Bird là phát súng duy nhất được bắn ra và không có nhân viên cảnh sát nào phải đối mặt với súng hoặc tiếng súng. Cảnh quay cũng cho thấy sự lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt của các nhân viên cảnh sát đang di chuyển ngang qua tòa nhà quốc hội với vũ khí trên tay vào lúc 2 giờ 47 phút chiều, một chiếc xe bọc thép Bearcat của Cục rượu thuốc lá súng và chất nổ đã tiến vào khu vực hàng rào phía nam ở Capitol Plaza. Ngay trước 2 giờ 49 phút chiều, một đội SWAT gồm 6 nhân viên ATF đã xông vào cửa nam và đi lên cầu thang về phía phòng họp Hạ viện. Vài phút sau, hàng chục cảnh sát ở Sở Cảnh sát Thủ đô đã chạy ngang qua khu vực hàng rào phía nam ở Capitol Plaza để đi về phía tòa nhà quốc hội vào lúc 2 giờ 48 phút chiều, 7 nhân viên cảnh sát quốc hội với súng trên tay đã di chuyển lên cầu thang của phòng trưng bày Hạ viện, được ghi lại trên camera số 7218. Vài phút sau, những người biểu tình với tay dơ lên đầu tràn xuống cầu thang. Trên tầng 3 gần phòng trưng bày Hạ viện, những người biểu tình ngạc nhiên đã gặp các đội đặc nhiệm SWAT đang cầm súng trường M4 dơ cao. Một người đàn ông lên đến cầu thang đã nằm xuống sàn và giơ tay lên khi phát hiện ra đèn pin trên một khẩu súng trường cảnh sát. Ở khu vực hành lang này, các dân biểu hạ viện cùng nhân viên đang ẩn nấu trong khu vực chỗ ngồi của phòng trưng bày đã được các cảnh sát cầm súng hộ tống xuống cầu thang gần đó. Cuộc sơ tán đó đã được ghi lại trên camera số 360. Ngay sau khi cô bé Bíp bị bắn ở lối vào sảnh chủ tịch Hạ viện, cảnh sát bắt đầu đẩy những người biểu tình ra khỏi cửa thượng viện. Theo video từ camera số 267, một số nhân chứng của vụ nổ súng đã ẩu đả với các nhân viên cảnh sát đang cố gắng lùa đám đông ra khỏi hành lang. Qua video, một người biểu tình đã bị cảnh sát đẩy trượt trên sàn nhà và đụng vào mấy giò kim loại ở cửa ra vào. Khi cô bắp bíp bị bắn, một cuộc ẩu đả dữ dội giữa cảnh sát và những người biểu tình có mặt ở hành lang đã nổ ra. Cảnh sát đã cưỡng ép họ ra khỏi cửa thường viện ngay trước 3 giờ chiều. Một trong những video mới gây choáng váng nhất cho thấy cảnh sát đang ném người biểu tình Daniel Dean Effet ra khỏi cửa nam, khiến ông bị đập đầu vào cửa bên ngoài và ngã xuống. Vụ việc xảy ra sau khi ông chửi bới và xô xát với cảnh sát. Ông F. Effet, 60 tuổi, ở Oakland, Maryland, đã xuất hiện trên camera gắn trên người và video an ninh, đang mắng mỏ các nhân viên cảnh sát ở nhiều khu vực khác nhau của tòa nhà quốc hội. Rắc rối đã bắt đầu xảy ra ở sảnh trụ cột chỉ sau 3 giờ chiều. Video an ninh cho thấy ông ép đang đi đến lối ra ở cửa nam khi ông đổi ý và cố gắng quay lại cảnh sát đã cản đường ông một cuộc ẩu đả diễn ra sau đó và cảnh sát đã ép ông ép vét xuống sàn trong lúc nằm ngửa trên sàn ông ép vét đã la hét gào thét và trẻ lên với cảnh sát sau hơn một phút nằm như vậy ông ép vét đã được cảnh sát giúp đỡ họ đẩy ông tới lối ra khiến đầu ông đập vào cánh cửa bên ngoài ông ngã xuống đất và nằm đó được một lúc cảnh sát đỡ ông lên và ông cố gắng tìm cách quay lại bên trong. Cuối cùng, ông bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục la mắng các nhân viên cảnh sát. Đoạn video cho thấy trong phiên tòa xét xử do thẩm phán tòa địa hạt liên bang Christopher Cooper chủ trì hồi tháng 12 năm 2022, ông Ffez bị kết tội 7 tội danh. Đến tháng 3 năm 2023, ông bị kết án 42 tháng tù vì hai cáo buộc hành hung, chống cự hoặc cản trở một số nhân viên cảnh sát gây rối dân sự cản trở một thủ tục chính thức cùng một số khinh tội vì xâm phạm và gây rối trật tự